Quang Hải. Rất nguy hiểm. Đã có bàn thắng cân bằng tỷ số và đó là bàn thắng của Quang Hải. Bàn thắng thứ hai liên tiếp trong hai trận đấu của Hà Nội trên sân Đồng Nhất. Nếu như bàn thắng trước đó của Quang Hải trong trận đấu Sài Gòn là một pha dọn cỗ của Đỗ Hùng Dũng thì trong tình huống vừa rồi là một tình huống xử lý cá nhân đậm chất kỹ thuật của cầu thủ mặc áo số 19. Đúng là Quang Hải khi đã cởi bỏ được áp lực tâm lý thì sẽ thi đấu thanh thoát và hay hơn rất nhiều. Chúng ta hãy xem lại pha bóng này. Đầu tiên là một pha gẩy má ngoài cực kỳ kỹ thuật, bóng vô tình chạm đầu của Hữu Tuấn, ngược trở lại với Quang Hải và sau đó là một cú đá chéo góc không thể cản phá, cú đá quá hiểm, căng và sệt đi về phía góc xa, sát với cột xa. Thành Thắng dù đã rất nỗ lực nhưng cũng không thể chạm được vào bóng trong tình huống vừa rồi. Và gần đây Quang Hải lại có một kiểu ăn mừng khác nữa, đó là luôn luôn dùng tay chạm vào chiếc chân trái của mình.